Mình thay mặt nhóm ngành YoGame sẽ gửi đến bạn số thông tin. Tất nhiên mà các bạn ai cũng đều mong chờ và biết là khi nào game sẽ chính thức ra mắt phát hành, phiên bản nào sẽ được phát hành ở lần này. Đây là lộ trình tổng thể của ra mắt trong năm 2021 của Long Kinh Bá Việt Nam. Thì như các bạn đã thấy, ngày 5 tháng 5 chính thức sẽ là CPT. Thời gian CPT sẽ kéo dài trong từ ngày 5 tháng 5 đến hết ngày 9 tháng 5. Thì ở giai đoạn CPT thì sẽ mở một server và các bạn đều có thể sử dụng được các gift code đã tham gia sự kiện đăng ký trước. Thì lần phiên bản sẽ mở là gần như là phiên bản hoàn chỉnh của global hiện tại đang phát hành, đó là Red Fox. Ngoại trừ cái map thiên hải là chưa mở thôi, còn như là gần như mở toàn bộ. Tới ngày 9 tháng 5 thì chúng ta sẽ kết thúc CPT, thì tất cả data sẽ được reset lại để chuẩn bị cho giai đoạn OBT sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Vào ngày khi mà mở OBT, chúng ta sẽ có hai server mở cùng lúc. Mục tiêu của mở 12 server thứ nhất là để các bạn trải nghiệm được tốt hơn và tránh tình trạng lắc nghẽn hoặc là bãi chen nó quá đông đúc. Thì cũng như giai đoạn CPT thì tất cả phiên bản sẽ được các năng của game mở đầy đủ, từ cái map thiên hải nó chưa được mở và tất nhiên sẽ không bị xét nhân vật. Tiếp tới là cái lộ trình update, thì mình sẽ có hai lần update lớn được cam kết từ bên nhà phát triển. Thì tháng 8 mình sẽ cập nhật bản đồ thiên hải và tháng 11 mình sẽ cập nhật bản đồ thiên đảo. Thì mình sẽ đi sâu hơn về chi tiết những cái khác biệt của phiên bản lần này so với những lần trước. Đầu tiên là tính năng auto kỹ năng, thì đây là một tính năng mới cho lần trở về lần này. Thì chức năng này sẽ giúp các bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình luyện cấp hoặc là gen kỹ năng. Các bạn có thể xét thường cái này sẽ phục vụ cho các bạn luyện kêu bút khá là nhanh. Tiếp đến là cái hệ thống nhân vật và cái phí. Thì trước đây thì cái giới hạn của nhân vật là 228, thì bây giờ sẽ được nâng lên 252, và hệ thống vũ khí sẽ được làm mới lại, giống như là chỉnh sửa lại cho cái những trận PK cảm thấy hào hứng hơn bằng việc tăng cái thương và phòng thủ, chú trọng mọi đó để cân bằng những cái lát là chính và giúp cho các trận đấu bớt nhàm chán đi. Ngoài việc thay đổi cái hệ thống vũ khí thì đương nhiên cái hệ thống kỹ năng được làm mới lại hoặc là giảm một số cái lát quá đạo để cân bằng những cái lát với nhau, thì giống như là giảm thời gian choáng hoặc là tăng cái hiệu ứng của chảy máu. Thấy một số kia đây là cái phần mà mang lại cái sức mạnh nhiều nhất cho nhân vật, đó là tăng thêm 8 ô tính vật. Thì việc tăng 8 ô tính vật mà nhằm trước là tăng những cái sát thương của nhân vật hoặc là cái sức mạnh của nhân vật, thì giúp cho các bạn trải nghiệm ở những map mới hoặc là những cái quyết mà được nâng cao độ khó hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà sử dụng với 8 tính vật như cũ thì có thể rất là khó để phải vượt qua. Ngoài ra thì cái nhiệm vụ, thứ nhất là nhiệm vụ đế đốc thành hầu như là được làm mới hoàn toàn và nó theo hướng đơn giản quá. Mục tiêu của việc nhà phát hành với nhà phát triển thay đổi nhiệm vụ đế đốc thành này để giúp cho những bạn đã từng lâu rồi không chơi lại của Long Kinh Bá hoặc là những người trước giờ chưa chơi game của Long Kinh Bá có thể tham gia dễ dàng hơn bằng việc là cái nhiệm vụ đế đốc thành này thôi, thì nó có hệ thống hướng dẫn đường hoặc là tự động dịch chuyển tới vị trí làm quá làm ma làm nhiệm vụ để bạn sẽ dễ dàng tiếp cận hoặc là thành cái nhiệm vụ dễ hơn. Thì mục tiêu của nó là giúp những người mới hoàn toàn chưa chơi chính đê có thể hòa nhập lại cộng đồng chính đê của mình. Tuy nhiên chỉ có nhiệm vụ đế đốc thành mới được hỗ trợ về việc di chuyển hoặc là chơi bọt thôi, còn các nhiệm vụ còn lại các bạn cũng phải đọc hiểu nội dung, tìm vị trí để tìm kiếm nhiệm vụ để làm. Ngoài ra một số có hai bản đồ sẽ được làm mới, bao gồm bản đồ cung lưng. Nếu các bạn đã thấy thì bản đồ cung lưng nó được mở rộng hơn, thì bao gồm thêm thiên lưu vực, vực thiên, bế môn và thành tích. Thì cái việc mở rộng hơn nó sẽ thêm một số quyết hoặc là một số quái ở khu vực này để cái bản đồ các bạn có thể chen và kiếm những đồ.
bản đồ được sửa thứ hai là bản đồ Cung Lưng hay bản đồ Cung Lưng. Cái bản Cung Lưng thì bạn sẽ có cái diện post thì bạn sẽ nhận được cái phong ấn vũ khí cấp và cái bộ diễn biến mới. Bạn thấy bên đây tên là Huyết Phát Cương. Chỉ ra khi mà giết boss ở Bắc Lưng thì bạn có cơ hội nhận được cái phẩm này. Ngoài ra là số bản đồ Lô Lan được làm mới lại để tăng thay đổi cái quái và số số vũ khí trang bị chiến vật ở đây. Nói chung nó sẽ rất là khác biệt so với hồi xưa các bạn được chơi. Thì map khá là quen thuộc các bạn. Ngoài ra chúng ta có hai bản đồ mới. Thứ nhất là bản đồ Thiên Hải sẽ được update vào tháng 8. Thì mọi người thấy bản đồ Thiên Hải khi mà bạn làm thành có rất nhiều nhiệm vụ mở bản đồ này thì khi bạn làm nhiệm vụ bạn sẽ được số điểm gọi là điểm thiên huyết, và cái điểm đó bạn sẽ đổi được cái bộ vũ khí ngao bính. Bạn sẽ thấy nhìn sơ qua bộ vũ khí ngao bính ở trên màn hình khá là đẹp và đặc trưng. Cái bản đồ thứ hai là bản đồ Thanh Đảo. Đây là bản đồ mình sẽ update vào tháng 11. Đây là cái bộ vũ khí mà bạn có thể tìm kiếm khi làm nhiệm vụ ở map Thanh Đảo, rất là đẹp. Về cái phó bản hay còn là quyết thì ở phiên bản lần này cái hệ thống độ khó của phó bản sẽ được nhân 2, có nghĩa là thêm một cái độ chân ở trên mỗi cái độ khó phó bản. Thì trước mình có 3 độ khó thì bây giờ sẽ là 6 độ khó. Thì cái độ khó nó tăng lên thì thứ nhất là bạn sẽ có được thêm những trang bị hiếm hơn và những cái nhiệm vụ những cái mới hơn. Thì ngoài ra có những 3 phó bản mới bao gồm là Bồ Đề Lạc Ma Cung, Bá Vương Động Quyết và phó bản Bất Tận. Ba bản đồ mới một tuần. Tiếp đến là hệ thống test. Hệ thống test lần này ngoài việc có thể hỗ trợ bằng việc tăng cái chỉ số nhân vật, nó giúp bạn lượm đồ. Ngoài ra là khi mà cái hệ thống test này lên được một cái đẳng cấp cao hơn thì nó sẽ có một cái bút đặc biệt dành cho mỗi con test. Thì các bạn nào đã trải nghiệm trên cái đoạn alpha test thì đã trải nghiệm sơ này rồi, và nó cũng được tặng cho những cái gift code mà bạn tham gia cái giai đoạn reviewer cũng như giai đoạn đăng ký trước để chơi CPT á, để có những gift code của những con bé này. Mọi người nhìn thấy rất là ngầu, mày cái càng lên cao thì dưỡng sẽ rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.